Ngày hôm nay thì anh có nhận được một phần quà là gửi cho ba anh em. Gửi cho ba anh em, một bác ở dưới Hà Nội là gửi lên, một anh ở dưới Hà Nội là gửi lên cho ba anh em nhé. Vâng. Đấy, anh mở mở xong xem là trong có cái gì nhá. Không biết. Mở Thế ôi, một cái đào rất là nặng của bác ạ, mở từng món đồ một thôi. đánh chạy sao người ta người ta tổng đánh nó ra Ở đây có bàn chải đánh răng đấy nhá. có em có Nhá. Bàn chải vâng đánh răng ba anh em chia nhau nhá. Có vâng dép thế này, có thêm là kem đánh răng nữa. Đấy, hôm nọ thì anh Thân Vũ có nói với cháu Lực Giới rằng là bàn chải đánh răng thì không phải mua cho các em nữa, là anh mua để mà anh gửi lên. Hôm nay thì cháu Lực cũng đã gửi cái phần quà của anh Thân Vũ cho rồi. Phải nói là anh rất là chu đáo của bác ạ, gửi những cái phần quà cho ba anh em. Hầu như là những cái phần quà này là anh là tự đi lựa về thôi. Đây. Như kiểu là một cái gen của bác, ai ai cũng đều là tóc trắng bạc phơ này. Em Quỳnh với lại em Mìn là tóc bạc nhiều hơn. Nhưng mà này, nếu mà lấy thuốc nhuộm thì liệu nó lên nó còn trắng không? Có anh. Còn trắng à? Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, cháu Lực đang lên trên nhà của em Sử thì bắt gặp em Chùa là đi chăn trâu về. Bây giờ thì cháu Lực sẽ ra hỏi xem là trâu thì con nào là trâu của nhà em, con nào là con trâu mà em đi chăn trâu thuê. Ui dồi. Cái con đường này thì có vẻ là người ta vừa mới đào lại của bác này, sau mấy ngày mưa thôi mà cháu Lực nhìn thấy là nứt rất là nhiều của bác này. Nứt ra rất là to. Cái này mà nếu mà đền nhà thì nó cũng là gọi là sắp sập rồi. Chùa à? Phải chùa không? Có à? Chùa là có thẻ cả thêm chó đi cùng à? Anh chào chùa nhá. Rồi, anh đi ra chùa một cái này. Thế là đi chăn trâu từ mấy giờ? Từ 7 giờ ạ. Từ 7 giờ à? Vâng. Từ 7 giờ sáng nay á? Vâng. Ủa, đến 4 giờ chiều thì mới về. Túi này là túi gì đấy? Mang cơm đi anh Mang ạ. cơm đi á? Vâng. Bỏ trong, anh sẽ xem trong, xem ở trong được Được, không không có gì đâu anh ạ. không? Không có gì á? Vâng. Thế là cơm, hết cơm rồi à? Vâng. Ồ, thế là để vào những túi bóng này để ăn à? Vâng. Đây này của bác này. Không có cái hộp à? Không. Ôi, còn đem cả cả cái túi ni lông, kêu cả cái tấm ni lông đi này của bác này, sợ mưa ấy. Thế bây giờ chùa đang đi về chưa? Rồi. Đi về rồi à? Vâng. Anh cũng đang định lên nhà chùa một tí. Đấy, chùa đi trước đi, anh đi sau cũng được. Thế một mình là em là đi chăn trâu thôi à? Vâng. Trâu này hôm nay chăn có ba con thôi à? Vâng. Con nào là con của nhà em? Con bé kia. Con bé này là con nhà em à? Vâng. Thế là con mẹ này không phải à? Không. Thế ngày hôm nay đi chăn trâu thì được bao nhiêu tiền? Hai cũng 20 thôi anh ạ. Hả? Cũng 20 thôi. Cũng 20 thôi à? Vâng. À là cứ một ngày đi chăn là một con là 20 nghìn à? Vâng. Chùa thì ở nhà là chuyên ra đi chăn trâu là nhiều các bác ạ. À. Và trong ở cái video trước thì các bác cũng đã biết được rằng là sẽ được sự đồng hành của bà bé là cùng với cháu Lực để mà đưa em chùa đi vào học trường cấp 3 của bác. Hiện tại thì là cháu Lực cũng đã nhờ người để làm hồ sơ và nộp vào rồi. Có thể là bây giờ có hai trường, nếu mà trường cấp 3 muộn quá thì không vào được thì sẽ sang trường khác. Thế thường thế hôm nào là cũng đi chăn trâu đến từng giờ này mới về à chùa? Vâng. Bây giờ thì chùa thì đang gọi là nghỉ học một thời gian khá là lâu rồi, thành ra là nếu mà thành ra là cái kiến thức của em thì cũng đã gọi như là không có bao nhiêu nữa, thì cũng được bà bé là sẽ thưa các bác, có thể là sau một cái thời gian em chùa nghỉ học thì khá là dài rồi thì cháu Lực sẽ vài hôm tới thì sẽ đưa em chùa là đi học đi học thêm một chút của bác để sau này em đi xuống dưới thì còn thi thi lớp chọn thì còn được. Ôi, chỗ này bị sạt hết rồi đây này.
Hôm nay sáng nay em đi thì đã sạt chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Hôm nay các anh thì đi đâu hết rồi chùa? Làm ruộng. Các anh làm ruộng hết à? Vâng. À. Chùa đi Trân Châu thì đem cơm đi ăn cùng luôn à? Vâng. Đem cơm đi thì có ăn thêm có thêm cái gì không để ăn cùng không? Sáng nay em mang quả quả dưa chuột đi các anh ơi. À, thế là quả dưa chuột là làm dùng để làm thức ăn đấy á? Vâng. À. Con chó này chùa đã nuôi lâu chưa? 2 năm sao anh ạ? Nuôi được 2 năm rồi à? Vâng. À, thế là bây giờ là chùa đi đâu là nó đi theo đấy à? Vâng. Có thể nói là một người bạn rất là thân thiết với lại chùa. À, nhưng lúc mà chùa đi đi Trân Châu này các bác này thì là đều đi theo ngoại em chùa cả. Đấy, thả nó không tự đi à? Phải lấy rác à? Không. Hôm nào đi Trân Châu thì em cũng tầm giờ này là về à? Vâng. Đi đường nào ấy? Đường này ạ. Đường này à? Vâng. Thôi đi trước đi. Anh cứ tưởng là vòng sang đường bên kia nữa. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em chùa là đi đi về nhà luôn cô bác ạ. Ôi, nó không đi rồi. Hôm nào là chùa đi Trân Châu nhiều nhất hả chùa? Hả? Có hôm nào em đi Trân Châu nhiều nhiều con không? Không. Không á? Vâng. Thì hôm nào cũng tầm 3 đến 4 con thôi à? Vâng. Ừ. Đây, bây giờ nếu mà em chùa không có đi học của bác ạ thì chỉ có ở nhà là đi ăn chăn trâu thôi. Như chùa thì còn là có Muốn cái các anh lừa. đi làm Ừ. ruộng. Dạ. Ôi chùa. Bây giờ thì để chùa đi về nhà trước đó cô bác. Về nhà buộc chó đó. À, nhà chùa có con chó rất là to, con chó kia thì có vẻ là ở bên ngoài thì không sao nhưng mà sợ rằng là đi về nhà nó sẽ cắn đấy thôi. Chú ơi tí xích chó nhá. Vâng. Tại bây giờ thì em chùa về thì cháu Đức cũng sẽ tiện thể là chạy đi về là đem cái phần quà Nó cho rất em là hiền thưởng thức đó. cô bác ạ. Thưa cô bác, vừa rồi đáng lẽ ra là cháu Đức lên trên nhà của em xử trước cô bác, lên nhà em xử xem là các em tối buổi tối thì các em thường là làm những công việc gì và xem là các em có gặp chuyện gì không. Đây thì có vẻ như không biết là có cái gì ở đây, sao lại buộc cái tấm khăn đấy nhỉ? Nhờ. Không biết là làm cái gì được cô bác được buộc một tấm khăn này. Còn ra phía bên này là hình như là có cái này, là không biết là dưới xuôi các bác có cái quả này không các bác. Quả này thì người ta hay gọi là cái quả mâm xôi sao các bác này. Cho được xin phép thử một tí nhé. Nó có một chút vị ngọt ngọt chua các bác. Đây vừa rồi thì cháu Lực cũng đã đi lấy thêm được một cái phần quà của em của ba anh em. Ở đây là phần quà là của anh Thân Vũ ở dưới Hà Nội là gửi cho cháu Lực cô bác ạ. Này thưa các bác, ở đây thì bị rách này các bác này, chắc là cho quá trình mà vận chuyển ấy, người ta làm tuột mất cái băng dính hay cho lực là thành ra là nó bị rách một nửa này các bác. Đây nhưng mà phần quả nhưng
Nhưng mà cái phần quà này là phần quà của anh Thân Vũ ở Giang Hà Nội là gửi cho Lực và gửi cho ba anh em, là nhà ba anh em mình đúng không bác? Bây giờ thì xin mời các bác theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào và gửi cái phần quà cho ba anh em của bác nhé. Rửa tay xong rồi à? À. Các anh thì đã về chưa? Các anh chưa về à? Đợi đợi anh đó. Chó đây có sợ không ấy? Ê, ê, chim gì đây? Chim gì đây? Chim của ai đấy? Của anh Quỳnh à? Cho nó vào lồng à? Nó ở nhà. Không qua ở nhà nhờ. Không phải bật điện đâu mà. Các anh Quỳnh nhà đi tận đâu để mà làm ruộng hôm nay ấy? Cũng cũng gần ở dưới đó. Mình đi Gần ở đấy á? à. Thế các anh sắp về cho giờ này ấy? Chắc là lúc tối cũng về, nhưng lúc mà lúc không có nước thì cũng về sớm này. À, thế hai anh em mình đi xuống dưới xong về mở quà sau nhỉ? Và Hay hôm nay thì anh nhận được một phần quà là gửi tới cho ba anh em. Cái đợi cho ba anh em mà đầy đủ rồi thì mở sau. Đi đường nào đi xuống ấy? Đi đường này đi nhỉ? Đường này có chó ấy. đường đường cũ lúc chưa đi, Hả? đường cũ lúc chưa đi. Đi đường này nhá. À đường hôm nọ đi đấy á. Và À. Có vẻ như là trời sắp mưa rồi đấy. Áo này áo của ai đây? của Quỳnh. Áo của Quỳnh À. Chùa là hôm nọ chưa cắt tóc à? Chưa. Nào cầm tăng đơ lên xuống cắt cho nhỉ? Hay là đi xuống thợ đi? Con gì á? Gà nhảy đây nhỉ? Bạn gái này đâu đây? Đi nhà họ ăn cơm à? Họ họ làm gì à? À. Thế con trâu của Quỳnh đang làm thì là trâu của nhà Quỳnh hay là trâu của ai? Cháu của nhà, cháu của bố em trai của bố em ấy. Trâu em trai của bố em á? Vâng. À là mượn đi làm à? Vâng. À. Hầu như là lên trên bản là ít nhà nào mà xích chó lắm các bác ạ. Đi là phải vừa đi vừa để ý. Không mà sợ nó cắn khẩu chịu chứ lúc nào không biết đâu. Ở đây có nhà thì nó được cấy rồi đây này. Nhà. À, những cái nhà dưới này thì có nước là được cấy trước rồi. Thế à, thứ bảy là buổi chủ nhật là em hay ra đây à? À. Ôi cháu ai cho ăn ngô này. À có mỗi vỏ thôi, tôi tưởng là cả cỏ ngô ấy. Quỳnh bây giờ đi học thì có còn quên không đấy? Hả? Chắc phải đào tạo một thời gian nhỉ? Đào tạo một thời gian thì mới lại nhớ được. Hôm nào là anh lên bảo là lấy những cái giấy tờ gì thì Quỳnh lấy cho anh nhá. Vâng. Còn những cái thì chắc là đi photo ấy. Phút cả thằng lên bác, phút cả thằng lên tào cha đi phun phun tí nấu ra, phun tí nấu ra.
À. Cũng là chú hôm nọ là anh với lại em xuống nè. Chú hôm nọ anh với em xuống nè. Vâng. À, dưới kia ruộng của nhà em xử thì thấy là cũng có nước rồi cô bác này. Hay là em cũng bừa bừa sắp xong rồi đấy. Mả của nhà em xử thì cũng khá là lớn này. Nhưng mà trong là quả dại nhiều quá này, nay mà nhổ thì không, là vừa nhổ lại vừa lựa lựa cái quả dại thôi. Nhà em thì sắp được cấy hết chưa? Được cấy hết chưa? Cái sông trên cái sông rồi, nhưng mà dưới này có cái sông À, trên kia là cấy xong rồi à? rồi. Vâng. Nhưng mà cho trồng. À. Cấy xong nhưng mà chưa trồng à? Vâng. Cấy xong nhưng chưa trồng đúng không? Vâng. Ấy à. Có nhà thì có nước, người ta có máy cày làm mà xong rất là sớm cô bác ạ. Còn như nhà của các em thì là làm, nhà của ba anh em là làm chậm hơn, chỉ có mỗi mỗi cháu là làm thôi. Ôi ở đây có vẻ là hôm qua cũng mưa to quá này. Nhưng cái khe này thì tạo thành là cái rãnh rất là lớn. À, đây là cấy xong hết rồi à? À. Thế là chùa là nếu mà đi trân châu về là thường thường là làm những cái gì ở nhà ấy? Trân châu xong về nhà. Ờ? Về nhà xong nấu cơm thôi anh ạ. Nếu Nhà nấu không cơm à? có, vâng, nếu không cho có ai về nhà trước thì nấu cơm thôi. À, thế là bây giờ hai anh em mình ở đây một tí thì về nhà nấu cơm trước à? Vâng. Ui, thì cũng đi xa lắm ấy nhở? Châu thì buộc ở đây người đi đâu ấy? Anh Quỳnh làng trên kia, Quỳnh làm từ đâu? bên kia. Qua bên này đi nữa? Vâng. Ồ. Thế một tí mình về thì có đường nào về nữa không? Có. Có à? Đường kia thì gần hơn không? Đường kia gần tí, nhưng mà đường kia gần tí anh ạ. À, đường kia gần à? Thế tí anh em mình đi vào đường kia đi nhỉ? Vâng. Đường này đi xa quá. Thế cả hai vợ chồng Quỳnh là ở đây à? Cả hai vợ chồng Quỳnh là làm ra đây làm à? Mà xe. À đây, mẹ 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 của Quỳnh, mẹ của Quỳnh như chùa đây nhỉ? Hả? Ép ta lô tao lô nó ê. Đám nào tao má? Tấm nào ra? Ồ, vừa hỏi bác là trồng hết chưa? Bác bảo là còn là một tí nữa thì mới hết được. Thế là hôm nay là cũng nghỉ sớm rồi nhỉ? Thế là thấy mẹ với chị dâu là về trước rồi. Chết. Chắc là hết nước rồi đúng không? Ây à, chứng tỏ đi xa phết đấy nhở? Thế mẹ với chị dâu đi về trước thì chắc là tí mẹ với chị dâu nấu cơm rồi nhá nhờ. Thế này là hôm nọ bị cháy rừng chùa. Vâng. Hôm nọ đốt ở từ đâu? Dưới này Có phải là của nhà em không? cháy rừng nè. Phải. Thế là rừng này là rừng nhà em à? Vâng. Thì người ta có đền không? Có Đền bao nhiêu? một triệu ạ. Đền 1 triệu à? Vâng.
cháy cả cái tre rồi, cái nứa rồi. Ở đền là 1 triệu. Đâu? Quỳnh là Chị Quỳnh. Quỳnh là tận đâu? Có cả em mình làm cùng không? có Có cả mình à? Hai anh em mà lớn hơn thì là chuyên làm ruộng nhiều hơn các bác. Còn em chùa thì em ấy đi chăn trâu là nhiều. Chăn một con là được 20.000 một ngày. anh ở đây anh đi xem có thấy anh Quyên không? Ra bên kia nữa à? Hay à? Hay là đi về rồi? Chắc là nó đi về anh ạ. Chắc đi về rồi à? Ừ. Vâng. Thế đi về, anh em mình đi về đường nào về đây? Đường nè. Đường này về à? Vâng. Ờ. Có khi là lấy Quỳnh là lên đường này về nhỉ? Vâng. Ồ, thế thì anh em đi về đi. Đấy, cũng nhận được phần quà của anh Thân Vũ thì cháu Lực cũng bảo là muốn gặp bắt gặp là ba anh em là cùng ở nhà rồi thì mở sau đấy, nhưng mà ra thì chưa có gặp Quỳnh cả, chắc Quỳnh thì đi về trước rồi. Đi đường này này, lên đường này này anh chưa? Đường này cũng đẹp nhỉ. Lên tận đường đấy à? Thế là ruộng chỗ này là của nhà em à? Vâng. Đến tận đâu? Đến tận cái nước trên kia. Đến tận chỗ khô nước kia à? Vâng. Ồ bồ. Đây, cô bác có thể nhìn thấy này. Thửa nào mà có nước trước thì làm trước thôi. Còn những cái thửa kia thì là chưa có nước cả. Năm nào nếu mà đều đều nước thì bà nhà ba anh em là đủ ăn. Còn năm nào mà không đều nước thì ba anh em là không có đủ ăn đâu. Thôi bây giờ anh em mình về đã nhỉ? Về nhà để sẽ ghi hình sau luôn các bác ạ. Thế Quỳnh với lại mình là vừa rồi đi đâu về ấy? Đi lấy một chồng À đấy, không biết nói các bác ạ. Có em này thì quánh, phải hôm nọ mua không? có phải Hả? phải Phải rồi à? vâng Thế Quỳnh nói chào các bác rồi nào? con xin chào tạm biệt các ông các bà Con xin kính chào các ông các bà. con xin kính chào các ông các bà Rồi, Quỳnh thì thiệt thòi hơn các bác ạ, đi học thì đến lớp 5 thôi. Xe này là xe của bố mẹ vợ cho à? vâng Nhưng mà chưa có biển số à? chưa đó Trước mua là mua mới à? không mua cũ thôi Mua cũ á? vâng Mua cũ sao lại không có biển số? không biết mua về chưa làm được thôi Ừ. Đợt đấy là mua bố mẹ vợ mua là cho bao nhiêu tiền? Cho bao nhiêu tiền? Mấy triệu? cho một cái xe Đúng rồi, cho xe này. Hay là chỉ cho sinh viên xe thôi? cho cái xe ra Là cho cái xe rồi đúng không? đúng Rồi. đúng Đấy, còn là cả ba anh em thì có một chiếc xe để đi các bác ạ. Quỳnh thì là được bố mẹ sắp xếp là lấy vợ rất là sớm. Nhưng mà nhìn vào của em thì cũng rất là hiền các bác ạ. Nói thì chả biết nói mấy. Không lấy được đâu đấy, giờ đi lên nhà đó các bác, bạn mấy anh em đang đi mượn là máy cày về để mà làm, mà là mượn của cậu ấy à. Cháu buộc đây à? Thế là thế vừa rồi là Quỳnh là lên đường này đấy nhở, còn anh em mình là đi đường kia, thành ra là không có gặp nhau các bác. Dầu gội còn không? Vẫn còn đúng không? Ui dồi, được sáng quá.
Nay nó bị thủng hay là mua về đã thế rồi? Cái này là được nhà nước cho à? Đây này, cái này đúng không? Đây không phải cái đinh, cái này là cái que nhá. Đây, rửa tay rửa chân đi xong à, về nhà. Xong à, đợi thêm hai anh em nữa. Thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực có đi lên nữa các bác. Đáng lẽ ra là hôm nay là cháu Lực lên trên nhà của em Sử ấy đấy, nhưng mà bắt gặp em Chùa đi chăn trâu về thì tiện thể là đi xuống nhà Chùa với lại Quỳnh với lại Minh trước. Vừa rồi thì mẹ với chị dâu là về chưa đến nhà đâu à? Có lẽ là đang cấy ở đâu đúng không? Đúng Mẹ với vợ đúng không? đúng Thế vợ của em thì năm nay được bao nhiêu tuổi? được 16 tuổi Được 16 tuổi đấy á. vâng Ồ. Thế là năm nay thì mới về với nhau thôi à? vâng Em Quỳnh thì lấy vợ từ rất là sớm các bác ạ. Ấy, Minh ra đây Minh. Thế là vừa rồi là hai anh em đi chở máy cày về à? vâng Đi đi lấy xa không? đi không sao mấy được Không xa mấy đâu à? vâng À. Còn ở đây thì có thêm một đôi dép nữa. Ba anh em xem là đôi này là vừa của ai nhá. Ở đây cũng có nữa. Này, này. Có một cái túi này. Túi này thì ba anh em tự chia nhau nhá. Ở trong này có khẩu trang ấy, lúc nào mà đi xa thì lấy khẩu trang này mà dùng nhá. Trong này thì còn rất là nhiều phần quà nữa các bác. Ở đây thì cũng là gồm quá. À, đây là khi mà cái phiếu của bác ấy mua là một gói mì chính với lại một gói đường nhá. Đây, gói đường với gói mì chính thì hôm nọ là anh cũng mua lên rồi. Em mà hết thì lại dùng cái này nhá. Như anh nghe em Chùa nói là chỉ có mỗi vợ em là ăn mì chính thôi à? Vâng ạ. À thế là cả ba anh em cùng với mẹ là không ai ăn mì chính à? Còn nhưng mà em cũng ăn một À là em cũng muốn ăn đúng không? đúng. Ừ. Thế là những lúc mà nấu cơm này thì chia kiểu gì? Lúc mà nấu canh nhá hay là vấn đề hết? Nấu canh nếu mút ra ăn thì để. À ăn thì để à? Vâng. Ở à. À, đây có một thêm một đôi giày nữa này. Đây một đôi giày nữa cho ba anh em nhá. Ba anh em chia nhau ra. Ở đây là có cả khăn tắm nữa, có 1 2 3 4. Bốn cái khăn tắm nhá. Bốn khăn tắm thì chia nhau nhá. Cái này là cái túi này là anh có ghi ở ngoài là của em Mìn này, cái này là của em nhá Mìn nhá. Trong thì cũng quần áo này, xong lại quần đùi nữa. Cũng có rất là nhiều quần áo này. Đây, thì anh sẽ không mở ra nhá, cho Mìn cầm nhá. Đây của Mìn. Đây cái nào là của ai thì cháu Đức sẽ chia cho người đấy luôn, còn những cái này thì sẽ để chia cho các em sau. Cho các em là tự chia ba anh em ấy. Hôm nọ thì anh cũng đưa các em đi mua quần áo khá là nhiều rồi đúng không? À đây là khẩu trang này. Đây là khẩu trang nhá. Đấy. Còn là đây là áo. Đây là áo gì đây? À cái này là áo ba lỗ nhá. Có rất là nhiều áo này. Đây. Đây nữa này. Các em thì toàn là mặc size L thôi nhỉ. À có hẳn là đây. Cái này thì có 6 cái áo liền. Đấy. Các em với lại mẹ với lại thêm là chia nhau nhá. Ở đây thì cũng có áo thêm là áo áo cọc tay này. Đây là một cái này, cả áo cọc tay thì cũng có 5 cái nhá. Thì anh để đây nhá, cho mấy anh em nhá. Đây còn thêm một túi nữa, túi này thì không biết là có phải là túi của ba anh em không. Em Quỳnh, à cái này là của em Quỳnh nhá. Này cái này là của em Quỳnh, trong là cũng có quần áo này, xong là cũng có rất là nhiều quần áo này. Đấy xem là cái nào mặc vừa thì mặc nhá, cái Vâng. nào nhỏ thì là có thể là chia cho em nhá. Vâng. À, còn đây là của các em đi, còn những cái này thì là ba anh em chia nhau nhá, của Quỳnh nhá, cả của Chùa nữa nhá, của Mìn nữa nhá. Còn khăn tắm này thì là có thể là cho mẹ được này, cả cho cả vợ được nữa này. Đây, ở đây thì bàn chải đánh răng là có đầy đủ hết rồi nhá. Này thì là áo cọc tay là mặc ở trong nhà này. Không biết là
Chùa thì chắc là mặc được size M thôi nhờ. Anh chùa thích màu đen hay là màu gì? Màu đen à? Anh chùa thì màu đen thì anh thử cho xem nào. Cho chùa đi thử thêm một cái này về xem nhé. Cái nào thì còn nguyên đây. Chùa thì đi thử cái xem nào. Đi chăn trâu về thì bỏ cái áo này ra, xong là mặc cái áo cọc tay nhưng các anh này. Bỏ bỏ áo này ra luôn. Ôi à, trong mình còn chơi hẳn một áo cọc nữa này. Ở đây thì con nhá, ở đây thì con nhá. Ba anh em thì ai ai cũng đều là cùng, chắc là cùng một size cả thôi nhỉ. Cùng một size L thôi. Thì để đây thì ba anh em là tự chia nhau nhá. Các anh thì có nhiều hơn thì có thể là chia cho em chùa là thêm nhiều hơn một chút nhá. Còn là những cái đôi giày này thì là chùa có thể là đi chăn trâu được này, chùa này. Đấy, đôi giày Bata này, đi chăn trâu này. Đấy, rất là đẹp nhá. Đấy, còn ở đây. Đây là cái gì đây? Chắc là túi thôi. Đấy, còn những cái phần quà mà của các bác gửi lên thì cũng có một số cô bác anh chị cũng có nói rằng là không cần phải mở ra hết đâu mà. Đấy, nhưng mà thật sự ra nếu mà không mở thì không biết là ở bên trong là có những gì, và sợ rằng là có những cái phong bì mà cô bác anh chị là gửi cho các em thì không có biết, thành ra là tất lực bắt buộc là phải mở ra hết. Đấy, thì mở ra thì chắc chắn là phải cấp gọn vào thôi để cho ba anh em là tự chia nhau. Đấy, cho lực cũng xin thay mặt là ba anh em gửi một lời cảm ơn tới anh Thân Vũ. Chúc anh cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn cái phần quà rất là ý nghĩa của anh dành tặng tới cho ba anh em. Chùa thì là gửi một lời cảm ơn tới bác Thân Vũ nhé. Con xin cảm ơn bác. Con chúc bác cùng gia đình luôn mạnh khỏe. Quỳnh gửi một lời cảm ơn tới bác Thân Vũ ở Hà Nội nhé. Nhìn ở đây. Nhìn ở đây. Con xin cảm ơn bác. Con xin cảm ơn bác. Con chúc bác. Con chúc bác. Gặp nhiều may mắn. Gặp nhiều may mắn. Rồi. Đấy, mình thì gửi một lời cảm ơn tới bác Thân Vũ nhé. Con xin cảm ơn bác. Con chúc bác thật nhiều sức khỏe. Ba anh em thì hầu như là ai ai cũng đều chung một cái đấy, có thể là chắc là nó từ trong máu ra rồi nhỉ. Đấy. Có lẽ là hôm nay thì Tuấn Đức lên với các em thì cũng lên một chút thôi các bác, và gửi cái phần quà của anh Thân Vũ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Bây giờ thì trời cũng khá là tối rồi cô bác ạ. Giờ thì ba anh em về nhà trước thì chắc là nấu cơm đợi mẹ, lại thêm là một người, một bạn gái nữa là vợ của em Quỳnh các bác. Thì có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác, và xin là cảm ơn các bác rất là nhiều, và một lần nữa thì xin cảm ơn tới bác Thân Vũ đã gửi những cái phần quà rất là ý nghĩa dành tặng tới cho ba anh em. Thì còn là ở video trước thì các bác cũng đã nghe được rằng là sẽ có quay phần đi đâu ấy. Vẫn đi chất chơi hết nhở?
đây chờ cúng dâm đi. Đấy, à, quay trở lại với câu chuyện thì câu chuyện của em chùa của bác ạ. Thì các, ở những video trước thì các bác cũng đã biết được rằng là sau một thời gian nữa thì có được bà bé là đồng hành cùng cháu Lực để mà đưa em chùa là đi học tới cái ngôi trường. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói ở đầu video một chút các bác, thì có hai cái ở huyện cháu Lực thì có hai trường để mà học. Có một trường thì trường cấp 3 đấy, nhưng mà trường đấy thì hiện tại thì để mà đi học ấy thì là người ta cũng không có nhận nữa rồi. Ở bên nhà trường người ta không có nhận nữa rồi, người ta kết thúc từ kết thúc khi mà nhận hồ sơ đấy là một tháng trước rồi. Đấy thì vừa rồi thì cháu Lực có nhận được bà bé nói với cháu Lực ấy, thì là bắt đầu là mấy làm hồ sơ cho em ấy, nhưng mà sau khi cháu Lực đi hỏi ấy, thì là người ta không nhận nữa. Và ngôi trường thứ hai thì là vẫn còn nhận, thì mấy nữa sẽ hết tháng 7 này là em sẽ bắt đầu là trở lại và đi học lớp 10. Đây đi học thì có những cái gì không dám nói với anh ấy thì là điện nói cho anh Quỳnh với lại em với lại anh Mìn nhá. Đấy. Nhưng mà có cái gì thì cứ chia sẻ là thật với anh, gặp những cái chuyện gì khó khăn thì cứ bảo với anh nhá. Đừng có thấy là bạn bè bắt nạt cái là bỏ về nhà đâu nhá. Hay là bỏ đi làm đâu nhá. Đấy bây giờ thì cũng được sự đồng ý của hai anh em cũng như là mẹ rồi. Thành ra là em chùa là em sẽ đi học tới cấp 3. Còn là em Mìn thì em Mìn là không có đi học được nữa, và nhường lại sự đi học đấy để cho em chùa để đi học cô bác ạ. Và xin cảm ơn bà rất là nhiều. Và hôm nay cháu Lực lên thì cũng nói lên cho em chùa với lại ba anh em rằng là Quỳnh chùa thì là nghỉ một thời gian khá là lâu rồi. Bây giờ thì chắc là phải bổ túc thêm cho em một thời gian nữa trong cái khoảng thời gian này mà em ấy chưa đi học ấy cô bác, thì sẽ đi cho tìm thầy giáo để mà dạy kèm cho các em. Có thể là một ngày thì chùa là có thể đi chăn trâu được một nửa ngày thôi, còn nửa ngày về lại về nhà thì còn học, chứ bây giờ mà bắt em đi học suốt thì cũng không có được cô bác ạ. Hay có lẽ là sau khi mà cháu Lực chia sẻ điều này tới cho ba anh em thì chắc là ba anh em ai cũng đều vui thay cho em chùa. Ở trong thôn này thì còn ai đi học đến cấp 3 không? Hả Min? Không biết được anh. Không biết à? Min thì là học đến lớp 11 nhỉ? Vâng. Học đến lớp 11 thì là tạm gác lại công việc học rồi cô bác ạ. Hay ở đây thì là hôm nay lên nói là được bà bé là bà sẽ giúp đỡ em chùa là để đi học nhá. Vâng. Đi học cấp 3 nhá. Vâng. Trong 3 năm tới. Thí dụ như là lúc mà đi học ấy, từ đến lúc phòng trọ hay là ăn uống của em chùa thì em với lại bố mẹ thì sẽ không phải lo bất cứ điều gì nhá. Vâng. Với mẹ nhá. Đấy cứ không phải lo đâu. Ở đây thì chắc chắn là các em cũng rất là tin tưởng cháu Lực rồi thì mới đồng ý như vậy thôi cô bác. Thì có lẽ là tập phim này thì cũng khá là dài rồi, thì cho các em là đi ăn nấu cơm rồi. Hiện tại là cũng khá là tối rồi. Cháu Lực cũng xin được kết thúc cái tập phim này thôi cô bác. Và cảm ơn các bác rất là nhiều. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Con xin chào tạm biệt các ông các bà. Con xin chào tạm biệt các ông các bà. Con xin chào tạm biệt các ông các bà các cô chú ạ.